đây 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 cô. Dưới đây bác đưa đưa hạt cái này xuống đây các. Để lấy đi xe để chở. Đây là mộ của ông nội và bác Nghiên ở đằng trên sau nhà bà Việt. Không, quay lại thôi chị. Quay lại. Không làm nữa mà sang năm nhà mình nghỉ đến nhà mình làm xây cũng như này này, xong bắt đầu là chát vô, xong rồi đánh đi lăn sơn mấy năm lăn lại một lần. Cháu đang tính là bây giờ cái chỗ khu mộ vườn mộ nhà cháu của bố mẹ cháu mẹ ông bà cháu đòi mẹ 4-5 triệu một cái ốp cháu bảo mình làm sơn anh lấy ra thì mình làm sơn. Cái này ở trong này, trong bên kia luôn chứ ổng. Ừ. Ở đây bây giờ chạy. Đấy, lại rồi, đây cháu quay đi. Đây quay đây, đây đang quay đây. Đây là ông với bác. Ừ. Ông bác Nghiên. Bác Nghiên liệt sĩ Phạm Đình Nghiên. Quê quán Đại Đồng, Yên Bình, Yên Bái, hy sinh năm 79, Tống Tàu. Ừ. Tại Pha Long, Mường Khương. Ông ơi, đĩa này mang về nhỉ? Ờ, để dưới rồi. Tất cả dưới. Cái này sao phải lấy cái bia lên trên kia như thế này không nhỉ? Hay quay đập quay lên. Đập quay lên. Đúng không? Cái bia ở trên kia có chưa nhỉ? À trên kia bia của ông trên kia có rồi. Có rồi mà. Ừ. Cái khác như của Bắc Nghiên trên kia chưa có rồi. Hỏi đây nó làm mới. Tối qua nó mới liền ấy, nãy nào mới chén là nó mãi hồi rồi đấy. Không cũng không lên được đi. Cái chú tưởng này. Tối hôm qua em đi về thì vắt sổ thôi. À. Sáng nay dậy mệt thế. Mẹ đá mẹ vào cái cầu thang cứ mầm mầm. Mà thằng này phải làm nào ở cái cầu thang cho nó bé bé vào. Thằng Quang tí nó lót trên trên ấy, sợ quá. Không con thì bây giờ ra bỏ luôn. Đào bậc à? À bật lửa có. À có bật lửa. Em có hút thuốc đâu, có bật lửa. Thế hả? Không ai cầm bật lửa lên à? Đức có bật lửa đâu không? Toàn người không hút thuốc không? Đấy, thật công nhận cái sự quan trọng của hút thuốc bây giờ có. Ông bà không có hút đâu. Bảo người dưới lên bật lửa. Gọi cái thằng nào cuối cùng nó lên. Ông Phấn cuối cùng. Gọi cái thằng nào cuối cùng. Thế không được. Hột quá. Ông có bật lửa đấy không? Ông có bật lửa đấy không? Đang bảo người không có. Tốt thật. Toàn những người biết bảo vệ phổi đấy. Toàn người bỏ thuốc rồi, cay rồi. Vừa cay nãy nào. Vừa cay nãy sao? Vừa cay nãy sao? Thì ông hút kinh thế mà. Ôi đất này tốt đấy. Rất nhiều run. Cài 5 rưỡi rồi. Nhưng mà đến 6 giờ lại hút. Ông ơi, ôi đất nào đấy không bổ hết rồi. Mày thò chân đây ông bổ thử lúc nào. Ôi dồi ôi. May là có em giữ lại đấy nhá. Ông từ từ mà có bậc không ạ? Ông đây là gay đấy. Ôi, thế thôi. Cậu lui chị nhá. Ấn tượng kiểu chú ông thôi. Chị xấu lắm đấy, lên ảnh là xấu lắm đấy. Ôi, xấu nó mới có người xem chứ. Xinh này này. Đây có phải quay hoa hậu đâu. Cứ từ từ đã, làm gì nhanh thế. Được. Thầy làm. Đúng rồi. Quay đầu thì mất mấy phút. Lên đây.
Có lửa đâu không? Đây lửa đấy. À đang đâu vào trong này nó đến trong con to phải chăm cái bộ đơn cụ bên ngoài. Dầu cao cứ đến đây này. Đông khảnh. Ôi nhớ khỏe khỏe khỏe. Chết cò. Đây đây. Bạn xuống về đông, tràn về đông mà. Anh bảo thế này còn mà nó đậu cái cò tràm này. Ngay chỗ bên chú đẹp ra. Đổ lửa cái cò tràm luôn. Thì ra phải chuẩn bị trên kia chứ bán đến đẹp. Hả? Kia thêm bút kia. Có phải chỉ có căn bà chuẩn bị công đào căn bà thôi. Lọc lọc đấy, lọc cái đây rồi, vào đây. Chị Phúc. Bắt cấp 8, 8, 9 con, 8, 9, 2, 9, 2 con đánh. Qua lại xui, hôm qua lại xui con nó không 40 con đánh, là thích thích thôi. Ta đánh rồi mà. Hôm nay đã quay số mà đánh cao phải là cao cao quá. Cao quá. Đánh lôi đợi 6:15 6:20 này. Đây là YouTube cái Facebook cũng đánh nhiều lắm hay. Tuần này đầu này nhiều ai nhiều view. Đấy là phải luyện chuyên môn võ gì ở trong dương quá hết nổi hạt đào bắn thoải qua óc ấy thì mới được được ăn cái gì đâu có hạt đào. Ôi chết, chết nó lại bị cả mồm nữa thì nó làm gì rồi mẹ làm gãy răng một thổi thế thì lại phải nhìn cái chiêu và nườm chết người. Nam phương xích đế tổ công được hộ thủ linh kỳ hộ đức hoàng hoàng ở đức chiếu nam phương chủ cho em chuyển kiếm xích yếu xích đế tổ bay lên linh địa đo ngô chú kiếm nghiệm kiểm tra bay cần là chỉ thủ đông hộ giảm thầy phương bánh đế tổ công được hộ thủ linh kỳ hộ đức phúc tinh thuận chiếu tổ đoái phương kiếm đức đã ngàn dậu vẫn kỳ hóa hộ thủ cho ngô chú kiếm nghiệm kiểm tra bay bắc phường hắc đế công nghiệp bộ chả nói đến mình cả quen đi có hắc tinh hư thì đức chiếu thần nó lên như đang ở trong sao đang chung kinh nghiệm kiểm hành bài kiến cảnh là gì đang cùng đảng chung là ương hoàng đế thủ công đảng đốc chung ương tôi kiến chung là bạn anh một trường tôi gặp đó rồi đang chung kinh nghiệm kiểm hành bài kiến nhà đó thì đã đang đã tiến công và đông dài
phải đi từ đó ấy chịu nhiều à đi ngang dẫm mấy hôm anh ở đâu anh làm cái gì đây cái gì hài cái gì không chưa không à tại muốn hoa hồng ấy ông muốn hoa hồng áo xanh cái kia mà anh nhìn ngang áo dạ vâng Mở cầm phải chống gậy cơ mở. Vẫn kia xót cây toàn bóp này ngon thế. Ở chân thang. Được bữa toàn bóp cái gì? Bóp luôn. Thèm bóp. Thèm bóp. Thèm bóp. Cây đây cây toàn bóp nhưng cây này ăn đắng lắm. Thực ra là cây này mới đúng này. Ai ăn cái này? Cây này là thuốc người ta. Đấy. Cây ấy là cần bóp, còn cái này là thèm bóp. Nhưng mà ăn cái kia ngay. Ngày xưa là hay ấy. Thèm bóp là ai ăn cái này không ăn này. Cái này là chấm mấy. Cái này quý hơn thuốc ấy. Cái này cái thuốc ấy. Bên Nhật đi ăn được đâu. Đi hái mấy cái quả này. Cái này không ăn vậy, cái kia mà ăn đâu mà ai ai ăn cái này hâm. Đây này chỗ ngon quanh đây ăn được ăn được nó đắng. Đắng lắm mà đi ăn cái này, mấy cây này. Cái kia cây to đùng này. Cái loại có chấm vào, đừng nhắm vào. Đây đấy, một luống hai luống luôn. Ôi trời. Đấy và lấy hạt rau rồi cho mà. Đây 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 đang lên đồi đây còn chưa biết cây nó đủ rừng. Đây thì có đông Timor, tàn đông Timor. Đây mua mấy cây tàu bay ăn được. Cây tàu bay hôm nọ chú Tứ đòi ăn rau tàu bay. Ôi, muốn rồi đời mãi vợ thì yên thế. Thái cho muốn rau tàu bay về còn thịt gà mình chén. Hàng 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 lắm. Để đấy. Cứ này hái về cho muốn được ăn. Đến đây hái chứ thịt gà. Cháu phải ăn rau bí rồi. Đấy, thấy giờ ông phát biểu. Ông vẫn còn minh mẫn đó. Đừng có lừa ông. Cái đầu ấy, đây cây tầm bóp này, này đây cây này. Này thì xem. Anh ơi. Toàn đại ngồi ngồi quanh quan chết là chết. Cầu bệnh viện Sản Nhi thay nhân đón ở đấy, đi vào. Ông ngồi tránh nhà cháu đang ngồi gần không, chết. Không, cầu cầu qua cầu mà ké em đi đằng nào về. Đây toàn chết. À thế thì em đi đừng rẽ vào đừng thành công ấy. Trong rẽ ra đằng Sản Nhi đến gần đầu cầu có đường rẽ bên trái vào ở đây được một số người đây còn đâu không đi nhỉ không chưa đến bên kia con này đi sang sang kia lấy chỗ để còn ngồi chứ bây giờ là sang bên vòng bánh à vòng bánh ok sang vòng bánh là gì mà lên mà đi đâu vậy cái này để đây mang đi đây nào lên mang đi luôn đấy nào lên là mang đi luôn à nào đây mang đi luôn những ai đây đông xem những ai nhờ ai ở đây đi phải có một người ở đây chỉ đạo đấy không ở đây là đào mang đi luôn phải có một người ở đây để chỉ đạo ở đây vâng đào lên là mang đi luôn lên đảng biết rồi thế nhưng phải có một người ở đây để chỉ đạo chứ đấy nhìn thấy cho mọi người rồi bây giờ là điên đào không bên kia sang đấy tôi ấy là đào đến lắp thiên thôi mà bây giờ xem bộ bà phải không báo tôi về bộ bà cúng kiết xong bên kia nó còn mà ba nơi cơ mà bác chắc là sang bên bà chứ ba nơi đó vì đào nó lâu đông người này đông con nguyên này nhỉ lâu với cả nhà cần chưa dưới cần có cái gì đâu ôi đều lên làm đầu ông bảo mà dặn mà cái để đi trong sau nhưng mà mày thiết kế xa hết sao mình cái nào không nào có mấy mấy dấu chân thỏ chơi thì chơi lâu rồi còn sáng nay với chán sạch sạch hết. Người ta làm cổng mới tinh để cho các cụ đi thì đây là để các cụ đi thôi còn ta là đi bên này. Chứ còn sao nữa? Ba để các cụ đi thôi nhỉ? Này. À, từ. Ở bên xe em đã bưng hết ra chưa? Trong cốp xe. Giỏi ơi, không bảo rồi, không ai chịu vững ra cả. Anh Kiên kia rồi.
Gì? Không không, anh bê cái. Bê ở cốp xe ra em ấy. Lấy đi. Ôi, bút vào về lấy ván thì thôi à? Ván lấy cái này trước. Ván đâu ra bạn? Ván bên nhà. Ván anh. Phải là xe hai người, một người ôm, một người lái thì mới đi được. Ừ, thế thôi cũng được. Muốn tôi phải vào gần nữa, dân núi ô tô về. Có lên. Nhiều không? Mấy tấm mà. Để làm đường ạ, à, đường hay là gì? Quên gì trong này không? Bác thì nhỏ bác quay chơi. Ôi giời, đơn giản, cái này phải gọi gọi xếp chiến. Đấy. Còn bác quay ăn cá bác chơi. Cái trước to cơ mà. À, to đây bác. À thế à? Có nhiều lắm. Đấy, đấy. Thế này, này khá mô. Ta quay nhá. Hello. Chuối ăn quả nhỏ nhỏ. Này, quay đây nhá. Vâng. Hello. Chua nhiều nước hơn. Đây thím thử xem đây có phải là Hano Simex của cốt tông 100% không? 100% đấy. Làm rẻ lau đứng hết ý luôn. Cái này làm rẻ lau bàn thì cực kỳ chuẩn. Không. Lau đâu không sạch đấy. Lau bàn hay lau tay đều tốt mà mặc là cũng thích đấy. Đây này. Lau xong tay trắng mịn luôn, chả có cái gì nữa. Quay bà Mai chưa? Nói cái gì? Quay rồi. Quay để anh giới thiệu cái. Vô cùng. Vừa lau mồm vừa lau dưới. Đây, cậu quay bà Mai để anh giới thiệu cái. Trên đây giới thiệu đi. Xin lỗi, ở đây bà Mai nhưng mà lại không phải bà Mai. Quay chưa? Quay được chưa? Chờ bà nào ta đâu? Để chỗ nào? Ở ngay ở... Ở sân nha. Đây là ông, mấy bạn công nhân. Chú bạn ơi. Bây giờ được ông bà là cho xuống luôn làm út luôn. Đó. Ông bà là cha mẹ gì để chờ con ạ. Ừ. Nhưng mà không cứ xem đây ông thầy về ông ấy cúng vi hạ một lần. Ừ. Vẫn hạ trước nhưng mà mình có đào đi tí nữa ông về đây là mình hạ luôn chứ. Đào là chứ hạ luôn rồi đúng rồi. Cái này là đào đi còn gì. Ừ. Cúng xong rồi. Còn chờ đến tận tối mới hạ. Không, bằng đông ở xếp tất đây để mộ miếc nào kia mới cho vào cơ. Hả? Vâng. Cái này bỏ gọn ra chứ. Để đánh dấu tên vào. Đây đông nó bảo rồi. Nhập chứ biết là nhập nhưng mà làm trước bà. Xếp hết xếp gọn mấy này. Cho bà thì tất đến 7 giờ thì làm sao. Chả biết được nó bảo cái xếp đây xem tẹo. Có làm trước bà nhưng đợi ông thầy. Ờ, đấy, làm trước bà. Ông thầy với kêu cúng cho ông đào cho ông phải. Đúng rồi, cứ đợi ông thầy là được. Đúng rồi. Ông bây giờ xong kêu về bên này xong thì là ông biết thì ông đưa vào. Bây giờ cứ phá lên mang lên để đây đã. Nửa tiếng nữa về là xong. Nửa tiếng nữa mà. Bên kia ông về là nửa tiếng nữa là ông về đây mà. Đây đào chắc thì đã xong. Cái này nó lâu. Cái này á? Đập từng miếng rồi. Cái này còn lâu hơn cái bên kia. Em ơi. Đây xịt kim cố ấy. Cái kia là cạnh. Đang ở trong nhà. Cô vừa lấy bên này xin rồi. Cúng rồi. Xin rồi chẳng cho ra này phải cho. Cơm. Cái gì cái gì? Động các cụ. Không, làm mấy lâu phá nhanh mà, trông như thế phá nhanh không. Nhưng mà giờ này chẳng cho cũng phải cho bác dạ. Đâu. Đến tầm này nữa rồi. Ôi giời, những cái sông Thạch Hãn kia chia thẳng vạn thẳng lính ấy. Bây giờ nếu mà có ma thì thò chân xuống nó rút hết xuống. Dạ. Sông Tô Lịch nó rút một cơ số thằng như anh vào mạng xem ấy. Ừ. Chắc cái tin tức này anh nắm được ấy. Mày biết cái mẹ cái sông Thạch Hãn mẹ chết bao nhiêu lính thế. Mẹ. Ấy. Cả chúng đoàn nướng đấy mẹ bao nhiêu lính. Ôi trời. Cậu cứ đừng bước qua vận. Có những thứ là anh đứng trước cậu, có những thứ cậu phải đứng trước anh. Cũng được, chả sao. Thôi nhờ tránh lên. Sợ beng rồi. Cái đây. Nào là nhiều chi quá. Đâu đây sau xây cả ít chi ra. Phá nó dễ. Phá là phá vụn nên là chuẩn. Ấy bong cả cái dưới đấy.
Đấy, xe beng mà bảnh cái kia phát là lên cả cái ấy luôn. Không có nhiều xi đâu. Đấy, xi thì chát thôi. Đấy. Anh chọc cái đằng nhọn anh ạ. Lâu nó cũng mềm. Nhọn nó xuống ngay. Đấy là bảnh phát lên luôn. Anh chọc phát rõ rồi. Được, được, lên rồi, lên rồi. Cái bát hương thì hình như phải đem ấy vào đấy. Là sâu vứt đi vào đấy. Ừ, dùng cái mới nhỉ. Ừ, cái là phải bỏ là phải mang tận sâu vứt đấy. Cái nào anh? Cái kiểu cái hương. Chứ không phải vứt tung tung đâu. Ừ. Đấy là theo các cụ thì. Đây à, cong cong hương xà beng. Đọc từ từ đó. Thì cái này không có tác dụng sao, hướng lắm. Dưới đảo nó cái góc cái đi thì nó các bong cái đạn mảnh cái gì ạ? Cái góc này kia à? Đọc cái góc đi anh. Đọc cái góc kia ra phát là cái đằng này, cái viên đấy. Nó dễ ra. Đấy, giờ dùng luôn mình như ở đấy. 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 Ôi, đập phải ra hết, om hết. Om này, cái vôi này dễ đập mà. Không, không vôi là xi măng này. Xi măng. Đấy, đập từ trên xuống, vỡ này. Cậy thì mới làm mệt ấy. Cậy thì hai xe beng. Không, cứ đập ngang là vỡ hết. Đã có cái gì tồn tại được kìa. Không có gì tồn tại được anh. Độc đen mèo mẹ. Độc đen độc mèo. Sắt thép nguyên khối nó còn phá được nữa cái này. Cái dây thì vướng quá nhỉ, thôi bỏ cái dây ra. Thôi để cứ để đấy. Vướng như này, nó vướng đào này. Đây kia. Để cái thằng kia. Từ từ lại anh ơi. Em bỏ cái dây ra, dây này đào xe ven nó về. Yếu lắm. Buộc vào cái cầu củi đây này. Đấy buộc thấp luôn. Cái cuối cùng là của con cô à? Cái cô cuối cùng à? Hai cái môi lên thôi, đéo phải nữa. Ra đi, ra đi. Sao nào cũng phải đập đập hết. Đúng rồi, phải đập hết chứ. Nào phải đập hết. Mà cái dây này từ từ cũng buộc. Thế cởi ra mà. Vướng. Cởi đi. Đi vướng. Buộc mấy dây này kìa. Đấy. Đấy. Nói họ đào ở dưới kia rồi. Bây giờ chỉ bảy một hàng này nữa là được rồi. Mình hết. Đấy, bỏ nhanh hơn. Con chỉ làm theo, con chỉ ai chua theo nhá, con đâu. Ừ. Xây cái cố kìa, lôi ra mới khó kìa. Xây cả dưới, bây giờ lôi mới khó kìa. Cái này mà xây nguyên trên mặt thì. Dưới thì không, cái này xây ở dưới chứ. Cả đây giếng à? Dưới mà. À, thế à. À, thế là lấy hơi khó đấy. Ông ấy làm mấy nay, mấy. Nếu như còn cô đâu nhở, cô kia phải không? Cô dưới. Con kia phải không? Thì cùng xây ở dưới thì mới sắt cát mấy năm nay gì chứ chả xây giếng thì xây thế xây giếng từ thế là lấy lên khó phết đấy. Ừ. Ra phải nhiều con quách không có quách không quách hết cái này. Ừ. Cái này của hàng bà này hình như là bằng bảo nọ bà là hai con nhang, hai con nhang này. Nếu có quách là mẹ đào lông phết đấy, hai con nhang thôi. Thế mỗi đéo phải đào nó đập với tiến, mỗi đất lên thôi. Cũng đập với mỗi đất lên thôi. Còn sâu đấy. Mình xây mà. Cái đấy là cái mới anh. Cái mới đấy này. Này nó nóng nóng rồi. Để thay vỏ ngoài. Thay cái vỏ. Không, cũng sâu đấy, bởi vì họ xây ở hố mà. Cái nó là sâu đấy. Kiểu đầu đất ấy thì nó nông. Đào ve được.
xây là phải đào rộng ra mới lấy được. Đào thôi, cạnh là mệt đấy. Phải cạnh một bên tường mới như thế đấy. Cạnh là mệt đấy. Nó phải đào sâu một vế này, cắt đứt bên tường này. Thì mới lấy ra được. Sao mà không về không? Còn xe về không? Tiền kia là đập khoảng 7 ở khoảng lần. Không được nha, anh đào tham thế là... Là không bảy đâu, mệt thế. Nó là phải vỡ được một góc. Nó phải vỡ một góc ra rồi thì bảy nó dễ. Nhưng mà phòng dưới lần này là bảy thế là khó lắm. Cái này băng. Im 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 lại phải đào trong này nha. Thì mới đập được. Đúng rồi. Rỗng ở giữa. Cái đất hết ra xuống đây kìa. Đúng rồi, trước này để lấy vài chỗ này. Đó, hết này, chỗ kia hai cái kia cơ mà. Không bỏ, đất thiện chỗ nào hết chỗ đấy. Sau... Đất này để lấy vào trong này. Bay nó đã kịch vào rồi. Mày lại mà làm, đừng ngồi thế mà nó. Anh thấy em vừa đem đập hết khu trên, anh lượn mẹ anh như em nào. Vâng, em nói thôi đấy. Bằng gối. Bằng gối, ít bằng gối. Đau, bảo không tao bay đâu. Làm chúng mày chả thế nào. Bố này tao đào mày làm hết đi còn đâu tao làm. Chả sao cả. Thật nhìn lên đúng rồi kia là có mẹ gì ừ. Em nghĩ là còn sâu. Bởi vì cái bát hương ấy nhưng mà nó còn cái nắp nữa cơ. Mình kiểu gì nó sẽ có tí nắp. Đấy thì là đây là đến chỗ anh Bình như là đang giấu rồi. Lắp chả biết bằng cái gì để chốc bát hương. Đen đen đi. Mà thấy là như kiểu đến nắp củ ấy. Không phải là cái nắp ấy, mà nó là cái gì ông đặt như đại như hình như là miếng ngói đặt cho cái ngói bò. Miếng ngói bò đặt. Ngói bò xi măng này chưa? Ngói bò xi măng. Ngói bê tông. Ngói bê tông đặt trước. Đây là thịt tan, xương tan, xong rồi ngói. Ngói đây nè. Gạch ngói tan hết rồi. Đấy, thấy ngói rồi. Ngói cũng phải để xúc, làm sẹn. Ngói đấy, ngói của anh Kiên ra ngói đấy. Được rồi, xin chút cho nó đi. Đất đến rồi. Đúng rồi. Đi. Xung bớt đất đi. Lấy từ tí đất một lên. Lấy đây không, để... Đấy, bây giờ chặt như thế này thì chắc chắn nó phải bỏ cái... Chúc cái này nhập nhất nào. Bây giờ phải lấy bay khoét thôi. Cho anh mượn lấy bay là mình ơi. Nhưng sao? Ừ. Anh đang còn... Bây giờ là mình chỉ có... Chưa đi phẩm đất đâu. Đây rồi. Mở hết rồi. Nắp vỡ. Rồi, chuyển cái này về kia. Để cho các ông các bà vuông à. Giờ có cái gì vét đất thì tốt. Như kiểu cái bát thì vét đất thì tốt. Từ từ Bình ơi, lấy cái gì để đậy vào đấy con rơi đất vào đấy. Để đây giả vào đấy. Cái nó mụn không mà nó có cái đấy gì đâu. Đấy, ui trời anh nhấc mẹ lên. Đợt, anh còn tút vào em ông bạn luôn. À nhưng chặt đấy, ông bạn ơi. Ông Bảng à? Ông Bảng ơi, à. Đánh dấu này. Đưa cái bát hương đều vậy. Đây. Đây nhá. Ông nào? Bên trái này là của ông à? Ông bên trước bà nhá. Ông với bà đây. Không. Ông à? Anh đẩy vào, đẩy vào ông thăng tròn trên. Đúng rồi. Ôi, rồi. Có tí đất thì ví dụ. Đúng không ông ơi? Đâu cái? Thành năm. Mẹ đốt nó mang sông ném đấy này. Nào, trắng mấy cái xem là húng rồi có hồn nhá. Ba hồn bảy đi ông về nhập mộ nhá. Hồn bảy đi ông. Hồn bảy đi ông. Hồn bảy đi ông. Rồi. Rồi, ông ở bên trái. Chuyển mấy lần rồi mà. Thế hàng trăm năm nay rồi thì. Ông Bảng ơi. Cứ nhắc lên đi. Đâu nên tiếp này. Bị lấy trăm năm rồi. Lấy còn cái nắp trăm năm nay rồi. Thế là bà. Ôi lão cầm lão chạy sang này nó làm được đánh kìa. Mở ra trong hoang ấy. Ở trước ông thầy ông ấy cũng đã đầy đầy. Ông Bảng ơi. Cái gì nữa? Của ba này. Anh giống này. Không rồi bà bảo ớt hết hôm nay phải trong cháu bảng đón tay bà đi đọc tên á quên rồi thật nha cái búa đấy kia nhá.
Đâu cậu ơi, hậu quá đấy. Vào mình chiếu dưới vào. Phải đấy nhá. Cậu quên biết làm gì đấy. Đây. À cậu Lộc. Dạ. Quên biết làm gì kia. Em bơm một cái ao cá giống đằng kia. Nó cạn. À, nào nghe thì tiếng thịt thịt ấy. Từ máy nổ. Máy phát. Máy phát này bơm nước phải to lắm mà chẳng hết bao nhiêu như sao. Cả buổi sáng hết chai phép. Ao đâu? Ao đằng nào? Từ đây. Từ. Ôi thấy chỗ em dạo kìa. À. Bơm nước ao này xong rồi nhé. Cái phương lên. Ôi. Cái giống. Mỗi một. Ôi đem gì vội cậu? Chắc mấy này. Thôi có bạn. Đem gì vội? Đem luôn cậu mà. Đem được không? Đem được mà. Ông đâu vào đâu nhá. Ông bên trái, bà bên phải. Đấy, nhớ đấy. Xong rồi tắm gương đấy. À, được lắm. Chỗ. Đây đây ông. Đây. Ông một phát. Ông xong đến bà. Vừa thôi. Thế cứ lần lượt thế này. Khỏi phải đánh dâu. Đốt mấy cái hương đâu đây, ba cái hương. Rồi đốt hương. Cắm cả bên kia nữa. Đây anh sáng lấy đâu hương đâu mà. Về cắm đừng có để tan. Hương đâu nhỉ? Hương đây rồi. Đâu? Cắm à đây. Cắm cắm cả bên kia nữa cháy hết rồi kìa. Đây cắm ba mỗi chỗ mình nén mà để đấy. Lửa 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 bên kia. Lửa bên kia. Đây mình có hai máy cắt, có máy cắt thôi nhỉ. Có máy cắt gì ạ? Vâng. Cái nọ đang nền như này. À, nhưng mà lại mang về rồi. Mấy cắt anh Bình này, nhưng mà trở về lúc nãy. Cắt cho nó đỡ chéo ạ. Thôi cháy hẳn. Cứ từ từ tí lấy anh nhá. Đấy, châm thêm ở đằng kia mà. Châm thêm ở bên ông nhỉ. Cái này tàn rồi ạ. Thế. Một sợi một. Sợi một. Ở đấy ạ. Đó, để đây. Bên kia là bác à? Đây, con 71. Giúp ông. Lâu phết. Ba hồn chín vía con Ngọc Ánh ơi. Hôm nay vô mẹ lãnh chỉ cho con về bộ phận đóng bà mới con ơi. Cậu cậy ra đấy bây giờ. Hát qua đi cho mày hủy tí thì cái nào hủy tí mới liên quá. Vâng. Hát hết cái đất mặt cho mày. Đấy là cái ngói cái gì nhỉ? À, cái nắp gì à? Ừ. À, tiểu à? Tiểu. Tiểu thì tí đấy. Ừ, nắp, nắp tiểu. À, con nút góc em. Cái máy kia cứ để suốt được à? Còn nóng nữa kìa. Không, máy phát cỏ mà. Chưa em cho nghỉ lúc không? Thế xăng cho nghỉ. Cứ đổ đầy bình xăng là chạy được mấy tiếng. Cái này chả để ý đâu. Bình của nó 1 lít thôi. Chạy chạy. Chạy ngoài. Thế thì chứng tỏ nó cũng tiết kiệm xăng nhỉ?
buổi sáng hết rồi, dưới rưỡi mà. Chỉ cho công uống nước này. Chỉ có làm gì đâu, cứ ở nhà. Cứ ngồi mẹ xem tivi uống nước. Ông ấy bên kia cứ tối nó bảo là làm uống nước. Chứ không cần phải về 7 giờ hay 8 giờ. Thế đây lại xuống 4 rưỡi giờ cái xuống chiều rồi. Mùa này nó nhanh tối. Nhanh rồi. Tầm 6 giờ là tối. Sao lại bác cái cây đi vòng quanh này nhỉ? Chú ngủ không? Tao ngủ không. Chặt cái gì? Ôi, giòn giòn ra. Giờ tầm 2 giờ mà. Ừ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đã thôi chiều nay thì quay cho về bà cho bà xem còn gì nữa. Quay mày quay tao nào để bỏ ngay mà tao đứng chỗ này ở đâu ra ở đâu chỗ nào chứ phải đâu làm gì ra mà chặt khó này gì. Tối hôm nọ bà lên chỗ sắp đổ vái nhà bà khôi chặt đứng đứng như này ngắm. Đúng rồi. Chỉ chụp được sự thật thôi. Đi đây được mà. Đang có dư. Đầy người.